hơi lạc nghiệp ấy, tổ chức một buổi văn nghệ có chủ đề là Gọi Người Yêu Dấu để tưởng niệm người nhạc sĩ tài hoa. Và để mở đầu cho cái buổi lễ tưởng niệm hôm nay, kính mời nhà thơ Lê Tuấn sẽ giới thiệu có vài lời tưởng niệm về cố nhạc sĩ Vũ Đức Nguyên. Xin vì trong ca phá tay để đón chào nhạc sĩ Tuấn. Lê Tuấn xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị hiện diện ngày hôm nay. Và tôi thay mặt cho văn thơ đặc biệt để nói đôi lời với nhạc sĩ Vũ Đức Nguyên qua bài lời tưởng niệm cố nhạc sĩ Vũ Đức Nguyên, bài do chính tôi viết. Kính thưa quý vị, chân dung của mỗi con người đều mang một sắc thái riêng biệt, nhưng tất cả chúng ta đều có chung một mẫu số, đó là sự hư vô. Sinh là ký và tử là quy. Con người sinh ra là sự ký gửi trong cõi trần gian, và sự ra đi là quy về hay trở về cõi vĩnh hằng. Tôi chợt nhớ bài thơ Bước Chân Dung. Chân dung ta bóng hư vô, dòng sóc tình tự nhấp nhô bóng mình, tiền thân các bụi phù sinh, nơi ta cư trú vô hình trong mơ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay trong một buổi chiều mà bóng hoàng hôn vừa chợt tắt, một ngày mới bắt đầu trong mùa thu, vậy mà có chiếc lá vàng đã vội ra đi, có chiếc lá đã bay về trời để buồn vương lạc lối chơi vơi. Chiếc lá đó chính là nhạc sĩ Vũ Đức Nguyên. Ông đã ra đi một cách thanh thản, nhẹ nhàng như lời tiên đoán do chính ông đã viết trong ca khúc Trong Điều Kỳ Diệu và Lợi Ca. Rồi một ngày mai tôi sẽ gặp mặt ngài, hồn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và lợi ca. Rồi một ngày mai tôi sẽ rời cuộc đời này, và ngày vui ấy tôi về trình diện Thiên Chúa. Ông xem sự sống nhất nhẹ như tơ hồng, vì quan niệm của ông như một quân nhân sẽ trở về trình diện thượng cấp, và thượng cấp của ông chính là vị thượng cấp tối cao, đó là Thiên Chúa. Bài nhất về tiểu sử cố nhạc sĩ Vũ Đức Nguyên. Ông sinh ngày 30 tháng 6 năm 1930 tại làng Hoàng Nha, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Ông đã Chúa gọi về ngày 24 tháng 7 năm 2017, và ông mất tại Saigon. Ông là một sĩ quan cấp tá trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chức vụ cuối cùng của ông là trung tá huấn luyện tại trường chỉ huy tham mưu Đà Lạt và Long Bình. Sau năm 1975, ông đã trải qua hơn 13 năm tù của Cộng sản và bị lưu đày khổ sai từ Nam ra Bắc. Cuối năm 1990, nhạc sĩ Vũ Đức Nguyên và gia đình sang Mỹ theo diện HO và định cư tại Saigon. Nhạc sĩ Vũ Đức Nguyên đã để lại cho cuộc đời một kho tàng âm nhạc rất có giá trị, với hàng trăm ca khúc ông viết cho nhiều thể loại khác nhau: quân hành ca, tình ca, lục tùng ca, tôn vinh ca, vân vân. Bản tình ca Gọi Người Yêu Dấu trước năm 1975 là một trong những ca khúc nổi tiếng của ông. Ông đã thực hiện những album nhạc rất hay như Việt Nam Tình Khúc Cho Ly Cơ, Đóa Hồng Cho Người Yêu Dấu, Mùa Xuân Thúc Lũng Hoa Vàng và Dòng Sông Dừng Lại. Đây chỉ là những tác phẩm tiêu biểu của ông. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay nhạc sĩ Vũ Đức Nguyên không còn hiện diện tại nơi này, nhưng chúng ta tin chắc rằng hình bóng của ông vẫn đang hiện diện trong mỗi tâm hồn của chúng ta. Trong sự im lặng, xin quý vị cùng đứng lên với tôi để cùng chúng ta tưởng niệm giây phút im lặng tưởng nhớ nhạc sĩ Vũ Đức Nguyên. Xin quý vị cùng đứng lên. Kính thưa quý vị, trong sự im lặng, mỗi người trong chúng ta hãy thắp sáng nén hương lòng để tưởng nhớ đến các vị tiền nhân có công dựng nước, các anh hùng vị quốc phong thân, và gần gũi nhất đó là những quý vị niên trưởng của văn thơ lạc Việt như nhà thơ Hà Thượng Nhân, nhà thơ Chu Toàn Trung, nhà báo Sơn Đền Nguyễn Tất Cánh và nữ sĩ Trùng Quang, nhà thơ Hoàng Anh Tuấn. Và đặc biệt hôm nay chúng ta hãy hướng về di ảnh cố nhạc sĩ Vũ Đức Nguyên. Ông chính là một sĩ quan trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta hãy dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến mọi người và tưởng nhớ đến cố nhạc sĩ Vũ Đức Nguyên.
bắt đầu trong sự tĩnh lặng thay cho lời nhạc của hồn tử sĩ. Tôi xin đọc bốn câu thơ để tiễn biệt nhạc sĩ Vũ Đức Liên. Người cúi xuống để rơi ngàn giọt lệ, khóc cho đất, cho mộ đá không tên, cho đêm về lung linh ngọn nến trắng, tấm thẻ bài chợt lóe sáng trong đêm. Phút mạng đẹp chống đất, xin trân trọng kính mời quý vị an toàn. Vâng, thưa đặc biệt, xin trân trọng kính chào quý vị. Và để tiếp theo thì tôi được thay thế tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng, anh đang đọc ở một cái event ở City Hall để anh nhờ tôi, và tôi sẽ đọc thay lời ai điếu nhạc sĩ Vũ Đức Liên của bài viết của nhà văn Diệu Tần. Xin bác Diệu Tần đứng lên, bác Diệu Tần đang có mặt ở đây. Bác là người viết, thì bác chính là người bạn thân của nhạc sĩ Vũ Đức Liên. Bài viết bác viết như sau: ngoài trách nhiệm bổn phận với gia đình, anh là một nhạc sĩ có trình độ cao, tài hoa. Anh là một giáo sư anh văn có hạn, một trí thức chống độc tài sâu sắc. Anh Vũ Đức Liên rất chú trọng đến ngôn ngữ và chữ Hán Việt. Anh còn là một người phê bình văn học kín đáo. Tôi chỉ được quen anh trên đất Mỹ sau cuộc đổi đời. Anh yêu thích tổ chức họ bạn văn nghệ, văn học, nói năng lưu loát. Có nhiều trường hợp anh không buồn nói nữa, chỉ nói với ai là tri kỷ qua điện thoại hay bàn tán văn học nghệ thuật. Anh thẳng thắn không sợ bất lòng dù người đó cao lên hơn anh, có quốc tịch quân đội trên, xuất thân từ dòng họ lớn là Vũ Đức, đất Hoàng Nha Nam Định. Anh ra trường sĩ quan khóa 1 Nam Định, Thủ Đức. Bạn đồng khóa người ta mang sao xa lớp đánh, anh khiêm nhường chỉ có 2 mai bạc. Tuy nhiên anh mạnh dạn chê bạn và đàn em đeo lon cao hơn em. Anh gằn giọng vung vít nói: hôm nay tôi sẽ dạy cho các anh. Tuy các học viên có bằng cấp cao hơn, chức vụ trên giảng viên, anh cũng chê vài người dùng chữ Hán sai bét. Tôi hỏi anh về phạm vi, anh nói: có tài thật đấy, nhưng mình không chịu câu khoai lùi bếp nóng ngon hơn là vàng. Củ khoai lùi ngon hơn chứ không quý hơn thỏi vàng. Chẳng qua là bí vật nên đưa vào đó thôi. Anh thắc mắc câu thơ trong khúc ngâm chinh phục: gieo thác còn nhẹ tựa hồng mau, sao lại mau mà không là vũ? Con chim hồng làm gì có lông mau, mau cho thú và vũ cho điều. Đúng ra nó là lông con bò tót. Sau này trong từ điển văn ngôn dẫn chứng của Nguyễn Tôn Nha nói rõ điển tích đã đổi cho mau thành vũ, ép vũ vào chim hồng là sai vận với câu giải nhà đeo chiếc chiến bào. Anh chưa hài lòng. Anh thích thơ có thể thuộc lòng thơ của lão Thi Hào Thi Bá Hà Thượng Nhân. Anh rất thích bài thơ Nguyễn Phúc Sông Luân: cảm xúc của lúc nuôi đơn vị xưa là 18, uất nghẹn và lưu luyến người em gái Lâm Giang. Anh nói sẽ phổ nhạc bài thơ này. Kỹ thuật thơ có dư vị của bài Tây Tiến của Quang Dũng, đất Sơn Tây. Anh theo dõi thơ văn trên Internet, gặp bài thơ Hán văn độc giả mới xuất hiện. Anh điện thoại khuyến khích gặp thơ văn xuất sắc, anh gọi tôi đọc văn quách khen ngợi. Có hồi tưởng anh trở lại nghề dạy học, nhưng anh bị vấp gõ đầu lính Mỹ, cảnh sát Mỹ tại Viện Ngôn ngữ Bộ Quốc phòng, khác với gõ đầu sĩ quan Việt học tiếng Anh ở trường sinh lớp quân đội. Anh văn anh rất vững mạnh, lại có nhiều kinh nghiệm, nhưng anh chỉ có mặt ở DLI Monterey trên 2 tháng thôi. Lỗi không do anh, cũng phải lỗi mấy chú GIA. Suy ra là tội ác của bọn ngu dốt độc ác gây nên. Anh bị đầy đọa qua nhiều trại tù từ Nam ra Bắc, đằng đẳng trên 13 năm tù. Anh phải kể lại chuyện tù cho học viên nghe. Họ chỉ nghe 1-2 lần. Họ cần học tiếng Việt hơn. Hậu quả là thời gian ở DLI của anh quá ngắn ngủi. Một tiết học trong lớp có 40 phút. Anh căm thù lũ các con thuật chuyện tù mất 18-20 phút. Thật đáng tiếc cho anh. Nhà văn
ký giả Laurent Palafox ở Úc có cả hai túi, một khóa 2 và người kê khóa 1 Nam Định Thủ Đức. Anh Phúc có lẽ hơn ngạc nhiên về hình bóng anh Vũ Đức Nghiêm và khung cảnh xa vắng về hình động chàng nghệ sĩ với cái đàn chân ra rồi ngồi trên lô cốt đồn binh vàng Châu Thổ sông Hồng rất hồn nhiên reo những giọt nhạc. Hai người có gặp nhau tại Úc. Giờ đây tháng 7 năm 2017 họ Vũ gặp lại họ Phan, hai cái đại thụ văn hóa văn nghệ gặp nhau trong cõi mông lung. Anh Nghiêm có nhắc không? Anh muốn biết qua bộ tự điển danh nhân địa thanh do bác sĩ Hoàng Xuân Trình biên soạn, cũng như anh bảo tôi sao bạn quá lịch sự với cậu Phan Nhật Nam qua mấy lần trên San Jose là diễn giả ra mắt sách Huy Phương, nhưng tôi thấy sức khỏe anh sa sút nên chưa kịp đưa anh coi qua sách và trả lời câu hỏi về Phan Nhật Nam vì không cần thiết nữa. Cõi vô thường sinh lão bệnh tử, kính mong anh được hưởng nhan chúa. Nét tươi cười với cái đàn guitar trên vai tôi khó quên anh, cũng như giọng nói ôn tồn nồng ấm như còn vang vọng bên tai lời thính điếu của bác Diệp Đạo. Xin kính chào quý vị và giờ đây tôi xin trao lại chương trình cho cô Kim Thư là người MC điều khiển chính và chúc quý vị một đêm vui nghe một nhạc giao hưởng và cố nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm. Một vài tâm tư tình cảm của nhà thơ Lê Tuấn về nhạc của nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm. Kính thưa quý vị, ngày 24 tháng 7 năm 2017, anh Vũ Đức Nghiêm đã về với Chúa. Mới trước vài tuần vào ngày 30 tháng 6 2017, anh gọi chúng tôi là nhà ăn tiệc mừng sinh nhật. Nhà hôm đó tôi vừa đau vừa bằng việc nhà nên không đến được. Anh Cắt làm tôi nhớ mãi một câu: bây giờ tuổi đã già, không để người anh em biết đâu ngày mai này không còn gặp nhau nữa. Ai ngờ câu nói này đã là câu trăn trở. Nghĩ lại tôi thấy hối hận vô cùng. Thưa quý vị, đó là lỗi chia sẻ của nhà thơ Đông Anh trước sự mất mát của một người bạn, một người đàn anh trong làn tan của thành phố thung lũng hoa vàng San Jose này. Theo tự nhiên chia sẻ đó thì nhà thơ Đông Anh có lưu lại bốn câu thơ có tựa đề là Khóc Vũ Đức Nghiêm. Kim Thư xin mời phép đọc trước và sẽ ngâm sau. Đàn anh Vũ Đức Nghiêm, bao người yêu dấu khóc êm thềm. Lời thơ tiếng nhạc còn sao xuyến, hẳn có một người thổn thức quên. Thank you.
Xin kính chào tất cả các quý vị. Hôm nay chúng tôi rất lấy làm cảm động vô cùng vì tấm lòng yêu thương của các quý vị đã nhớ đến nhà tôi và một cái tấm lòng là chúng ta chúng tôi không biết lấy cái gì để mà đền đáp ơn các bạn. Chúng tôi chỉ biết cái lòng cảm tạ các quý vị và tôi mong rằng Bế sẽ ban dành nhiều ơn sức lành trên các quý vị và các quý vị được sống lâu trăm tuổi vui vẻ lại mạnh. Bế rất nhiều chúng tôi rất là mong chúng tôi cần xin cảm ơn tất cả quý vị trong mỗi lòng chúng tôi tổ chức những buổi rất là phát triển sức khỏe. Tình cảm mà tôi không nghĩ rằng cái chuyện ly cư nó làm cho tôi giận buồn hay là tức vượt với chồng. Tôi an ủi rằng là anh cứ tự do, không có sao đấy, tức là đừng bỏ con cái, vợ con thế là được rồi. Còn tình cảm cứ việc ai cũng có tình cảm, cho nên rất là và cả người vợ thì rất là đồ lường và đã cố gắng gìn giữ một mái ấm gia đình suốt bao nhiêu năm nay, một người duy nhất và một đàn con thứ ba giống như bạn bạn người đó là cháu có bảy người đã. Và nếu như là cháu mà người có quyền năng thì cháu sẽ bán cho bạn một cái bằng khen đặc biệt gọi là phụ nữ vẹn toàn mọi mặt. Quang xin cảm ơn bạn. Vâng, thưa quý vị, từ cá trong nhạc sĩ Vũ Đức Nhiên và luôn luôn là những dẻo sắc, những tiếp nối cho những cuộc tình. Cho dù tất cả chỉ đều là kỷ niệm, nhưng người nhạc sĩ không bao giờ chịu để yên cho những kỷ niệm đó lặng sâu trong trái tim mình, mà luôn luôn bằng những dòng nhạc, bằng những nốt nhạc và bằng cái đàn, nhạc sĩ đã muốn dừng lại những cái cuộc tình đó để rồi đưa vào thấm những cái bài hát thật là đáng ghi nhớ. Mời quý vị thử nhạc phẩm Như Giấc Mơ, ca sĩ Văn Cung là người thể hiện nhạc phẩm này. Xin mời anh Văn Cung. Văn Cung xin kính chào quý vị. Trong di sản âm nhạc của nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm có những nhạc phẩm mà về sau này Văn Cung mới được dịp khám phá ra, và nhạc phẩm Thấp Thoáng Như Giấc Mơ này là nhạc phẩm Văn Cung những ưa thích và mong là quý vị cũng ưa thích bản nhạc này. Thank you.
kỷ niệm xưa yêu dấu như xót xa dạt dào, tâm tư nghẹn ngào đời tạm tắt biển dâu, ngày buồn vui thâu như nước trôi qua cầu, nỗi đau nhạt màu và tim thức thẳm sâu.
Trời dâng sâu, sâu ra
nhạc sĩ đã dẫn đến một hồi chuông thức tỉnh các người bạn của mình. Hãy hy vọng, hãy chờ đợi, ngày mai sẽ sáng. Mời quý vị thử thức nhạc thoại từ ngục tù sông lên. Hợp ca. Một tình không thôi,
Rồi thời gian
Thưa các anh chị, khi mà Kim Thư đi hát, thường thường người ta hay gọi là ca sĩ Kim Thư. Thì Kim Thư xin thưa lại là thêm hai chữ có giá, nghĩa là không bao giờ thuộc bài phải có cái giá nhà thì hát mới được. Thưa quý vị, thành ra xin quý vị rộng lượng hoan hỷ cho Kim Thư.